3, 2, 1. Rồi, bây giờ là cái tập 2 của cái nồi hoàng hậu. Và anh chị thấy thực đơn có hấp dẫn hay không ạ? Và hấp dẫn hơn nữa là đó chính là cô giáo ạ. À, và cô giáo lần này sẽ hướng dẫn cho chúng ta trộn salad. Rồi, ok. Hi, xin chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh chị cách trộn salad. Cái món salad này rất là ngon, bảo lãnh các anh chị ăn là hiền. Đó, thì cái món salad này á, tại vì lượng người lâu đông cho nên nguyên cái chảo này mình làm có mỗi một món salad thôi. Là mình sẽ làm cà rốt mà mình cắt hạt lựu nè. Cắt hạt lựu ha. Và bây giờ mình sẽ để vô trong đây. Bọt bếp không cô? Không được, lúc này là trộn rồi. Cái này là chín. Wow, cái nước mà cũ nó ra ra nước quá trời, phải chất bỏ cái nước mới được. Nước cũ. Bắp, bây giờ bắp mình để vô trong đây hết luôn ha. Xong rồi khoai môn mình cũng để vô luôn. Rồi khoai tây mình cũng để vô luôn. Đây chị. Khoan khoan chút chị. Để khoai tây. Xong rồi hả, mình sẽ để ngay cái sốt và mayonnaise. Mình sẽ để và mình sẽ toàn bộ nguyên cha này mình cho vô đây. Còn cái trứng gà làm xong giùm mình chưa? Cắt đang cắt hạt lựu. Còn hai trứng nữa nè. Lấy trong đây hai trứng đi lột. Đó là trứng gà, còn chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Và tổ trứng gà đang sơ chế và ở đây bây giờ chúng ta sẽ đảo lộn lại. Bây giờ mình sẽ trộn lại với nhau. Xong rồi một tí mình sẽ trộn thêm đậu Hà Lan nữa đâu ta. Đậu Hà Lan chị chất giùm em, chất bỏ nước đó. Không lấy nước, lấy đậu thôi. Lát đó trộn xong mình để vô tủ lạnh đó. Đợi nó lạnh lạnh ăn rất là ngon. Và bây giờ tới giờ buổi chiều rồi, cho nên một tí mình sẽ làm những món sau đây. Cái nhất mình sẽ làm cái món bắp rang bơ ha, bắp rang bơ. Và cái món thứ hai á, mình sẽ làm cái hướng dẫn mọi người làm bánh bông lan mà Ati Tám, cũng là một món rất là hấp dẫn. Và mình sẽ làm một cái món lẩu hấp cẩm ha, để ăn thôi mình làm cái món gà cá lăn bột chiên. Đó là món ăn xế trước, mấy món ăn xế ha, còn ăn tối là món khác nữa ha. Ghê nhỉ, anh Vinh mua bia ra đây. Cho nên mọi người có đem CV không? Có đem dream chim không? Dream chim là sao? Dream chim. Giờ đủ rồi. Cái này lúc này là mình nói như vậy thì khách hàng sẽ biết không biết là cái từ đó là từ gì. Thì mình sẽ lôi ra ngoài mình minh họa sản phẩm. Đó là thả thính á. Hiểu không anh chị? Hiểu. Thấy chưa? Ai có mang khách Linh tới, ví dụ như là chị Linh nè, đó không? À, hỏi chim là gì, đó không? Chứ đó hỏi chim là gì? Chấn xong chưa? Chấn xong rồi. Mấy là chim là gì? Bây giờ mình chọn chim gì? Mình mời một khán giả để ăn thử nè. Bây giờ là em ăn lúc nóng, nhưng mà một tí á, mời hai khán giả luôn. Ăn lúc nóng giờ một lát á, lúc nguội rồi đó, mình ăn nó còn ngon dữ nữa. Bây giờ... Hai chén đạt. Đây. Đây, múc cho khán giả nè. Rồi, khán giả nào luôn. Khán giả hên. Đây, mời. Còn ai muốn làm khán giả thử, Linh thử không? Đây, em. Chuyển với chị. Khán giả này gần. Ăn thử và cảm nhận như vậy. Cái món này mình để vô tủ lạnh mình ăn nó sẽ ngon hơn. Cho nên một tí mình mới dùng mới chết mà thử cái nóng. Ngon ha. Ước gì mình như cô ấy ha. Trời trời lại cảm ơn đừng thử cái đó. Quay nữa. Đúng rồi. Như vậy em muốn làm chim nữa. Trời ơi chim. Lãnh đạo thử miếng đi cả. Nước miệng phải không? Để thử miệng cho cảm nhận nha, thử xong phải cảm nhận nha.
Bây giờ để vô tủ lạnh. Cái này là ai ăn một miếng là chia sẻ 1 phút, ai ăn một tô chia sẻ 15 phút. Duy 15 phút. Này chắc chia sẻ cả ngày nữa. Đây 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 Thanh ơi, Thanh. Đó. Bây giờ là đem vô tủ lạnh nè. Chị chưa bỏ rửa cái hộp này nè. Em thấy ăn cũng ngon ở nhà mình tự luộc. Rồi bây giờ là mình sẽ đưa nguyên một cái nồi vô trong tủ lạnh luôn. Đây 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 đổ. 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 Đây 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 mà phải nói công nhận đó. Khi nào mà cái nắp á mình xoay được thành vòng tròn nghĩa là nó xoay là bắt bắt xuống được. Đúng rồi. Rồi mình đã quay phim lại hết rồi nha. Bạn nào ăn một miếng là 1 phút và bạn nào ăn một tô là 15 phút. Ví dụ như anh Vinh nè, là cái thuộc và diễn là coi như là không phải dạng vừa đâu. À, bây giờ anh chị có thấy là bây giờ trên mặt bàn của chúng ta vẫn còn rất rất nhiều những cái nguyên liệu đó. Và mình thấy ở đây là cái lá gì ạ? Ô kể thì nè, cái này là lá mè trong truyền thuyết của chúng ta đúng không? Tại vì không có cái tưởng lá me không, lá mè không? Lá mè nó làm sao ta? Mình coi thử, anh chị coi thử nha. Đây là lá mè nha anh chị. À, chưa biết nó là nằm khúc nào trong cái thực đơn này của chúng ta. Đâu? Ở trong chỗ nào? Lẩu bông sen của chúng ta là có cái lá mè. Đây, lá mè nó nằm đây. Yeah. À, lá mè là lá mè Hàn Quốc đó. Ok, rồi. Lá mè của Hàn Quốc. Bây giờ là mình có gì? Mình có đây đậu phụ nè, mình có tỏi nè, mình có giá nè, mình có là nấm đông cô nè, ớt chuông này, rồi nấm kim chi loại nhỏ loại lớn nè, rồi có một ít muối nè, rồi bắp của chúng ta. Ô, oh, nguyên một con gà luôn. Ô, oh. Trứng gà. Cá lóc với gà. Bên đây cá lóc với gà là ớt phi lê. Màu đó màu gì vậy? Mắm cải nè, mắm cải các loại màu. Rồi đây là bông cải mà mình hay làm minh họa nước rửa chén á. Đó. Rồi đây là mỗi cân là mình cân định lượng luôn. À, các cái loại dầu đường mắm muối. À, bạn nào đó ghi chép lại giùm cái định lượng này nha, mai mốt mình đổ kiểu khác là coi như bó tay luôn á. Dư hình. Đấy. Rồi. Và bên này là cái bàn là gia vị các thể loại ba vị ha. Ok. Cái đó là ở đây nè. Nói chung là Hưng chỉ biết quay phim thôi nha, còn cái đồ vụ nấu là không sao, ai nấu nấu nha. Đúng rồi, cho 2 gói luôn, tại vì em mua tới 3 gói luôn. Phi lê cá này là 300g nha. Đào tạo lại đội nhóm mình làm gà, cái món salad rồi đó. Mình chụp không làm món salad. Em coi trong thực đơn rồi, chị Duy có để. Chị Duy có để gì? Chị Duy có để định lượng là bao nhiêu gram á? Có, có. Cái này mình có ghi sẵn trên đây rồi nè. Ok, và ở cái khâu này là anh chị sẽ thấy được là vì cô giáo rất là khéo đã thu hút mọi người lại cùng làm chung với nhau. Đó. À, mỗi người một tay thì coi như là tay nào cũng không biết tay sạch hay tay dơ ha. Cái đó là bột nở hả chị? Cái này vô rồi nó còn tròn chung chơi sang vô các tròn chung. Mà thấy có cái anh kia ở ngoài sao, anh cứ chòm chòm ngoài không biết có bóc túi hay không. Xin được giữ tương trang. Ủa vậy là mình cái bơ tường em có chưa? Sắp rồi chị. Vậy mình làm bánh chút ha. Mình sẽ bắt đầu làm bánh chưa. Rồi ok. Rồi các bạn nào là không liên quan là bây giờ mình quay về chỗ nha. À, ok. Cái đồ làm bánh đó. Phương anh ơi, lên một căn chỗ đẹp quá để em quay. Rồi em không thấy này. Em đang quay. Mày làm
Rồi ok. Bây giờ cô giáo đang chuẩn bị cho chúng ta cái món là món bánh. Thì trong lúc mà thời gian mọi người lúc mà đang đợi 35 phút để làm xong á, thì trong khoảng thời gian đó cái mục đích của bộ nồi này á không phải là kêu các anh chị đi bán nồi, tại vì đi bán nồi á thì không có nhiêu tiền hết đó, người ta một cái nồi người ta xài 99 năm mới thường cho nên á chủ yếu á, là mình kêu, mình nói kêu người ta qua đây để ăn uống để dễ kêu đó, có ăn thì cái mâm nó dễ nhất đúng không? Nhưng mà khi mà họ qua thì mình sẽ nói về dinh dưỡng và nói về làm đẹp thì sẽ dễ hơn. Thì dinh dưỡng với lại làm đẹp nó sẽ dễ gia doanh số, cho nên lúc này mình có thể giảm về làm đẹp hay là giảm về làm sao để mình ăn uống đủ chất ngay kia đúng không? Là mình dễ dàng mình gia doanh số hơn. Còn mình tới đây mà mình tập trung nói bộ nồi quá, cuối cùng đó, hả, người ta mua nồi bộ nồi xong bao giờ đợi con gái người ta đợi con gái người ta đám cưới mới mua tặng của hồi môn thì lâu quá phải không các anh chị? Cho nên các anh chị phải tự mình động não làm sao để mình trong cái khoảng đó mình làm cái gì để mình có thể vừa cho người ta được kiến thức và hả mình vừa có thể có doanh số. Với lại là cái mục đích của bộ nồi này á, cũng là một cách đó để gắn bó mọi người lại với nhau đó, nó là một cái chương trình mà không có bị chết. Chương trình mỗi lần là nó bị cứng, chỉ là ngồi hội họp thôi, cho nên nhiều người ta không tới, nhưng mà cái chương trình này mình mời người ta qua đây ăn uống thôi, thì ăn uống là mời là người ta qua, tại vì đâu có bắt người ta làm ăn quay cũng không có bắt người ta gì hết đúng không? Còn khi mà mình nói xong họ muốn mua thì cái đó chuyện của họ, mình không có ép buộc mà đó, nó sẽ dễ mời người hơn và dễ gắn kết mọi người lại với nhau, thì cái đó là mục đích chính của cái việc mà bộ nồi này. Trong buổi chia sẻ đó thì mình có chia sẻ về cơ hội kinh doanh không? Em thấy anh có học qua 3S Champion không? Có. Đó thì anh hiểu rồi đó, anh còn hỏi em nữa. Vậy là em hỏi trả lời câu hỏi của anh, theo anh là như thế nào? Tại muốn xem thử. Bây giờ anh nói đi, theo anh như thế nào? Bây giờ như thế nào, có chia sẻ luôn không? Muốn hỏi là thử xem thử mình có cách nào hỗ trợ thông qua bộ nồi. Thì mình có thể mình sẽ không có chia sẻ OBB, theo mình là không nên quá tham lam, tại hôm nay mọi người ta ăn mà cuối cùng á hả nhiều nhất người ta mua ủng hộ mình một cái bộ nồi là ok lắm mình đúng không, mà bây giờ mình có kêu người ta phải làm chung với mình nữa thì cuối cùng á người ta sẽ cảm thấy là rốt cuộc á là cái câu chuyện mà bi mộ á đó, y chang như cái câu chuyện cô gái mà đi hỏi cưới đi bán đi mộ mà cuối cùng là đòi ra cái mục đích chính, cho nên như vậy nó không có được tốt mà người ta cảm thấy mình nó hả mời qua ăn mà cuối cùng á tạo áp lực cho người ta quá. Nhưng mà nếu như mà em khuyên anh là anh có thể làm theo kiểu nào, anh có thể anh làm theo kiểu giống như anh mời người ta qua phải không, bây giờ anh có thể nói cho người ta nghe. À, giống như một bộ nồi này nè, là giá khoảng chừng bán cho khách hàng là khoảng chừng 8 triệu đúng không? Bán cho 8 triệu đúng không? Thì nếu như mà anh á mà hả bán cỡ 3 bộ nồi thôi. Anh chỉ cần 3 bộ nồi thôi là anh đã 6% rồi. Nói hai bộ nồi đi. Anh bán 2 cái là anh được 6% rồi. Là bán 2 cái là anh có được 1 triệu mấy rồi. 1 triệu mấy từ tiền bộ nồi. Vậy thôi. Còn anh muốn bán nhiều thì anh nhân lên càng nhiều anh càng nhiều.
mình có thể chia sẻ qua cái việc mà bộ nồi này á, mình sẽ được lợi nhuận như thế nào. Nhưng mà đối với một người mà quá mới á, mình chẳng thà mình đi từ sản phẩm qua, chẳng thà mình từ sản phẩm để cho người ta chấp nhận mình trước đã, chấp nhận hàng của mình trước đã, họ xài tâm đắc rồi thì lúc đó muốn kêu họ ra kinh doanh mấy hộ, thì những người đó mới là kinh doanh lâu rồi. Còn các anh chị thấy gần đây cũng có một ở đây cũng là người cũ hết đúng không, cho nên hả mình cũng chia sẻ luôn. Các anh chị thấy gần đây có một số người nhảy qua một số công ty bán hàng đa cấp khác đúng không? Theo các anh chị là tại sao người ta lại qua công ty khác? Theo các anh chị, người ta chưa đủ tình yêu về sản phẩm, người ta chưa có nhiều kỹ năng. Không phải chứ không chẳng. Sao không có kinh nghiệm chẳng không nào? Cho đó là họ rất yêu sản phẩm em quay, họ rất yêu em quay nhưng mà tiền thu nhập từ em quay rất chậm chậm. Quay công ty khác thì nó nhanh. Thì nghe các anh chị chia sẻ, mình có thể mình tóm lại là suy nghĩ của mình á, họ qua công ty khác là do họ làm anh quay vì tiền chứ không phải là hả vì họ nhận được giá trị của anh quay. Cho nên những người mà qua công ty khác thì không có ai mà nhận được giá trị anh quay, chỉ là vì tiền, công ty khác nhiều tiền hơn họ nhảy qua công ty khác. Nhưng mà họ không biết được anh quay còn có thể kế thừa cho đời sau nữa đúng không? Cho nên cái vấn đề á, mình không có gấp rút để một người để họ làm, mà mình làm sao để cho họ hiểu được cái giá trị trong sự nghiệp này á. Mà các anh chị để ý ha, những người khách hàng của mình dù cho họ đến một lúc nào đó họ không làm ăn quay vì một số lý do gì đó, nhưng mà hả họ vẫn tiếp tục sử dụng hàng của ăn quay. Những người mà làm đúng á, là họ dù cho giống như nếu như mà mình đi phát triển đúng á, là dù cho những người đó họ không làm nữa họ vẫn tiếp tục xài hàng của ăn quay. Chỉ có người nào mà mình ép người ta mua cả đống luôn á, mà mình không có hướng dẫn họ sử dụng, họ ghét họ không xài thôi. Còn ai mà mình chỉ, họ xài đều á, là khi mà họ không làm họ vẫn tiếp tục xài. Đó, mình để ý một điều là như vậy. Cho nên á, cái cách mà mình phát triển là mình không có quan trọng á, là tạo cái doanh số. Tại doanh số khi mà một người á, họ đã thích mình rồi á, họ tin tưởng mình rồi á, thì cái doanh số nó cũng đến với mình thôi. Tại vì á, mình phải đưa cái lợi ích làm sao để tốt cho họ. À, cái này á, khi mà tốt á, cái bộ nồi này nè, nó tốt cho sức khỏe gia đình anh chị như thế nào nè. Tại vì cái này á, nó là nguyên liệu nó là bằng thép, cho nên nó hoàn toàn nó không có bị nhiễm, không bị nhiễm chì. Những cái sản phẩm ở ngoài chì, anh chị ăn nhiều cái nhất trí nhớ của anh chị kém. Cái hai á, hiện tượng mà bây giờ người ta rửa thận chạy thận rất là nhiều cũng là do ăn nhiễm độc tố chì nhiều quá. Và khi mà chì trong cơ thể nhiều quá sẽ có rất là nhiều bệnh mà nó xảy ra đó. Thì hả vì tốt cho sức khỏe của người ta thì người ta nhận ra cái giá trị đó, người ta cảm nhận được người ta sẽ mua, chứ không phải là mình cứ hả đặt vô cái mục tiêu để mình bán nồi mà mình phải cho họ thấy được là thông qua bộ nồi này thứ nhất là anh chị sẽ tiết kiệm thời gian hơn, anh chị sẽ có gia đình hạnh phúc hơn đúng không? Và trong cái lúc mà anh chị xuống bếp á, anh chị cũng không có sợ mà bụi bẩn quá, xong ngại với lại chồng đúng không? Một số mà bà vợ á, mà nấu ăn mà thấy chồng về tới là đặt đực khai một bộ đồ khác, à, sợ mấy ổng chê hôi hay là nhiều người là gọi đầu nữa đúng không? Nhưng mà cái này không có sao đó. Đó thì mình cứ chia sẻ theo một cái dạng á, là mình vì muốn tốt cho người ta, trên góc độ á, là mình chia sẻ tốt cho người ta, chứ không phải là hả anh chị mua nồi hay không thì cái đó chuyện quyết định của anh chị. Nhưng mà cá nhân em thì khi mà có bộ nồi xong em cảm thấy như thế nào đó, mình chia sẻ những gì mà mình cảm thấy thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh chị làm một số món. Thì món thứ nhất á, cái máy lạnh này á, mình có cần chỉnh không anh? Hay là để... Hôm nay á, là mình sẽ hướng dẫn các anh chị làm một món, đó là bắp rang bơ. Thì cái món này á, rất là dễ, đơn giản thôi. Mình chỉ cần mình để bơ vào và mình cứ đứng đó mình lắc là được rồi. Anh biết lắc không? Lắc được rồi. Cầm nồi lắc hay là lắc không? phải lắc không giờ một lát được rồi mới cho cầm nồi lắc. Rồi bây giờ anh để giùm em á, nguyên hũ bơ này anh để
đi ngủ luôn. Dạ. Tại vì lượng người mình nhiều á, mình làm hết luôn để mọi người cùng ăn. Lắc nữa. Còn cái này khoan, chưa cần phải lắc một tí rồi mới cần phải lắc. Lửa mình phải nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ hết đã bỏ bơ vô rồi. Không, bây giờ. Dù cho anh chị á, anh chị á xài nồi nào đi nữa, anh chị mua nồi đế tròn hay là đế bằng á không quan trọng, nhưng mà Minh khuyên anh chị là nên sử dụng bếp ga, nó sẽ dễ hơn. Chứ bếp điện từ á khó xài lắm, nó màu cháy lắm, nó mạnh quá. Với lại tại sao khi mà mình đi ra mình làm cho khách hàng coi, mình phải dùng bếp ga làm cho khách hàng coi, để khách hàng thấy được cái ngọn lửa nó rất là nhỏ mà cũng có thể đem đến cái hiệu quả mà của cái việc mà bắp rang, hay là cái hiệu quả của cái việc mà đồ ăn, thức ăn dưỡng chín và tiết kiệm ga được. Còn mình ha, nếu như mà mình xài bếp điện từ họ không có cảm nhận được gì hết, đúng không? Nhưng mà cái này là đặc tính của bộ nồi này của mình, đó chính là tiết kiệm ga, tiết kiệm thời gian, mà trong khi đó mình không có phô ra cho người ta không thấy được, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mình biết lắc mà phô ra. Bây giờ mình sẽ cho cái anh sẽ đợi tí để cho khuấy cho cái đường bơ này nó tan. Đường bơ tan nè. À, cái món này là buổi tối mới làm. Dạ. Dạ, đậu hũ. Dạ tắt này. Mê luôn. Giờ trong khi mà chờ cái này á, cái bơ nó tan á, thì mình cũng nhờ lên cái bếp thứ hai ạ. Chị dùng chị. Bếp hai lên giùm mình cái. Cái này đem cho mình sao? Cái này một lát thôi món mặn. Trong khi chờ đợi anh chia sẻ chút xíu, anh tên gì, đến từ đâu và tại sao anh lại gia đình anh quan trọng? Giờ lắc gì nói. Vậy là biết lắc dữ lắm thôi con. Lúc vừa tốt và là lúc còn tốt, mà cuối cùng mình thì nhớ mình quay và mình thấy rằng có cái giá trị bình vững. Con mình thì luôn luôn cần cái giá trị bình vững để phát triển không ngừng, nên là mình chọn cái sự nghiệp làm quay. Sao anh biết được anh quay? Mình từ chối anh quay cách đây 5 năm, từ chối từ một người khách hàng mua quần áo của shop của bà xã. Rồi từ đó tới thời gian sau này là không có ai chia sẻ nữa. Và lúc đó cũng là rất là ghét đa cấp. Gần nhà có một cái anh bán hủ tiếu là mình ăn ở cái quán của anh mấy năm, 15 năm. Thì anh đó ảnh cách đây, ảnh tham gia và cách đây 3 năm. Thì mình hiện tại bây giờ là tham gia được 18 tháng rồi. Thời gian trước, mấy năm trước tới quán ảnh ăn đó thì cứ tới ăn là về, tới ăn là về thôi. Nhưng mà khoảng 2 năm trước thì tới ăn bắt đầu thấy nhà ảnh có trưng những cái tủ sản phẩm của Nutrilite. Mình biết là ông này bắt đầu kinh doanh đa cấp rồi, mình đề phòng ổng. Tới ăn là phải đề phòng, cứ sợ ổng dụng. Cứ tới ăn là nói ăn quay tốt lắm rồi, kinh doanh cơ hội tốt lắm, kiếm tiền nhiều lắm vân vân. Mà ăn xong là phải gặp ổng ra ngồi, phải ăn nhanh để chơi về, không muốn nghe chia sẻ. Mà ông nói riết thì có một cái giá trị là mình thích, đó là cái giá trị báo hiếu. Giá trị báo hiếu thì tại vì lúc đó ba mẹ lớn tuổi rồi, cũng mất ba cũng mất một năm còn mẹ rồi, mà mình nghĩ là tại sao những người khác lại báo hiếu được cho cha mẹ nhiều hơn, trong khi mình thì lúc được lúc không, lúc tốt lúc không tốt. Nên mà mình thấy cái giá trị báo hiếu ở đây khiến mình phải suy nghĩ lại và để đi tìm hiểu ông quay. Bởi vì tìm hiểu nhiều hơn thì mình thấy rồi trong ông quay nó có rất nhiều giá trị. Và mình thích nhất là cái bền vững, cái phát triển không ngừng, phát triển không giới hạn. Rồi, cảm ơn. Đó là
cho nên khi mà mình sẽ người ăn quay á, người nào làm hay không mình không biết, nhưng mà đừng có vì một người mà họ nói à tôi biết ăn quay rồi mình lại để qua mình làm đó, mình cảm thấy uổng phí không, đúng không? Thì mình cứ hôm nay người ta không cần ăn quay, ngày mai người ta không cần ăn quay, nhưng mà có một lúc nào đó như anh xanh, như ông xã em á, là ba mẹ chồng em á, là lúc mà xanh ảnh á là chỉ là làm thẻ thôi, chưa có làm ăn quay. Xanh đứa thứ hai cũng thầy kêu, thầy lữ á, thầy lữ FC kêu làm ăn quay cũng không chịu làm, xanh đến đứa. Cho nên người mà trước mắt họ không làm nhưng mà tương lai họ sẽ ra làm, mà một vấn đề là mình có kiên trì tới lúc đó không. Ăn quay là không có cái từ thất bại, chỉ có từ mà mình tự động mình rời bỏ thôi, còn hả không có cái từ nào mà làm thất bại, đúng không? Thì bây giờ anh coi bên đây của anh à, cái lượng dầu á bắt đầu nó hơi tan đó. Thì cái cách mà mình làm bắp rang bơ á, thì mình sẽ anh một lát anh phải phối hợp với em là như thế nào. Anh một lát một tí anh bắt đầu anh nghe thấy không, cái bắp đó, nó đụng vô cái nắp tưng cái, đúng không? Anh cứ anh cứ để đó, không anh cứ để đó, xong rồi anh cứ hả cứ năm giây anh lại lắc 10 cái con để lại xuống, 5 giây anh lắc 10 cái để lại xuống, được không? Đúng rồi đó, lắc ôm theo nồi chứ không phải ôm cô giáo nha. Nghe phối hợp lắc lộn là chết luôn á. Bây giờ anh thử để một hạt xem cái độ nóng á, khi nào mà để được một hạt nó sôi lên mới được ha. Và một tí cái lượng á, một tí lửa nhỏ quá, lửa nhiều đây thôi, lớn quá không có được, nó cháy hư hết. Bây giờ lắc là lắc vậy thôi chứ đâu có tưng tưng đâu. Lắc vậy thôi. Lắc đủ kiểu hết anh. Vừa vậy luôn. Đó. Anh Vinh, em mở vậy đó. Anh biết chơi kiểu không? Trời ơi. Anh vừa phá vậy mà anh vừa phá vậy hả? Vậy mở nhạc sao? Dạ trong khi đợi thì á mình mấy bốc lửa mình hai lửa mà. Mấy người này không biết đỡ óc suy nghĩ gì. Trời ơi. Không biết suy nghĩ gì nhưng mà thích cái suy nghĩ đó. Thôi bây giờ trong khi chờ đợi mình sẽ bắt đầu làm tới cái bếp thứ hai nha. Mình sẽ bếp thứ hai ai sẽ là người thực hiện, ai xung phong là người thực hiện. Có gì quý xung gà cá lăng bột. Rồi tới ba lửa rồi. Dạ, dạ, không, bốn lửa, giờ tới ba lửa. Có lên là được không? Em mấy cô gái đúng rồi. Anh, không muốn xung nha. Mình phải cho mình không. À, thì cái cách mà pha để tháo thêm một bắp vô á. Một bắp tháo, một bắp. Thì cái món mà mình làm á, mình sẽ làm cái cá phi lê. Ở đây mình làm cá phi lê với lại mình làm gà cũng là gà ức gà mà mình lấy thịt thôi ha. Xong rồi hả mình sẽ ướp với lại ngũ vị hương và chút xíu tỏi. Và bây giờ hả trong đây mình là bột bắp ha, bột bắp. Xong rồi nhờ chị lấy giùm em một muỗng bột protein. Protein. Để một muỗng protein để vô trong đây nữa. Trộn đều. Rồi. Cho em rồi. Chị đẩy nắp lại xong rồi chị lắc lên cái lắc đều cái nhanh hơn. Đẩy lại. Nắp bị khô. Đây. Nắp bị ướt. Sao bắt đầu lắc đều cái bột đó. Chưa có nhạc mà lắc sung quá. Lát anh Vinh lắc mấy bả đạo nè. Mình chiên gà chứ. Rồi bây giờ mình sẽ để cái bột nguyên liệu này.
mình có cái hộp này là mình tiện dụng lắm luôn, không cần phải quá đau đầu cho cái việc mà. Rồi bây giờ chị đẩy lại, chị lắc lên. Có nhạc không? Lắc cho tới luôn, chưa tới luôn chị. Thì cái mình có biết đó, cái dầu ăn này á, làm sao để mình thử cái dầu đủ nóng. Khi nào mà cái này mà mình để vô nó xà cái á, nghĩa là mình để chút xíu nước vô nó xà cái mới được. Còn này chưa có đủ nóng. Chưa có đủ nóng nó sẽ bị dính đáy ha. Chưa có lượng dầu chưa có đủ nhiệt. À, tức là cái lượng dầu mà chưa đủ đó. Nóng á, cái này giao cho chị, xuống, chị cứ lắc đều xong rồi một tí cái dầu cái này mà chị để vô mà nó xà cái mới được ha. Giờ cái này là em giao cho chị rồi đó, cái này em giao cho anh rồi đó nha. Tí là cái lượng bắp em sẽ nói với anh, bây giờ là nó chưa có sôi nước. Dùng nước. Tức là nếu nó dầu nó đủ sôi thì khi mình bỏ giọt nước xuống thì nó sẽ bốc hơi ngay trên mặt dầu luôn. Còn bây giờ nãy giờ mình cho giọt nước thì nó rơi xuống tận đáy, nó mới lăn tăn ở dưới nha. Thì bây giờ mình sẽ chờ trong giây lát. Còn bên Vũ anh Vinh thì mình cũng chờ trong giây lát, thì lúc nữa có sẵn nhạc sàn rồi anh lát ha. Ok, bây giờ mình qua tiếp bên này. Rồi bây giờ ai muốn ai xung phong lên làm bánh em có không? Hai người. Đây. Hai người, một người phụ gây bột và một người phụ làm và thúc nữ và Lan Anh. Lan Anh bỏ tập lên trên chỗ khác Lan Anh ơi, cái đó rất là rất là chảo luôn. Bây giờ cái cách mà mình làm bánh này á, chiều nay mình sẽ làm cái bánh mà atitán ha. Thì cái bánh atitán này á, mình làm á, mình sẽ để thêm nho khô nữa. Thì cái cách làm á, rất là đơn giản, mình sẽ để 40g bột mì và 40g là hả bột bắp, với lại mình để là 50g đường và mình để 4 quả trứng đồng đỏ tách riêng, lòng trắng tách riêng và 15mg sữa và 30mg dầu ăn ha. Và một gói atitán. Và bây giờ chị sẽ em sẽ là người hỗ trợ bạn này ha. Em nhớ một điều á, là em á phải làm đúng chiều, hiểu không? Không có được mà lúc làm chiều này, lúc làm chiều đó là cuối cùng cái bánh nó bị sệt xuống. Em nghe theo nhạc nữa nha. Bây giờ hả, em sẽ để cái em sẽ để giùm chị á cái này vô trước, em đánh cho nó lên trước. Cho lên bọt giống như hồi trưa á. Lên bọt lên á. Bọt thành kem á. Giống như bọt kem vậy đó. Để hả? Ui. Em cắm cái. Tắt điện. Tắt điện đi để chị Nhiên cắm. Cắt điện ở dưới. Không tắt đây, bên này bắn rồi, để coi. Cái lượng bơ của mình á là mình phải ngập cái bắp của mình là được. Như đây nha. Rồi. Tại vì á cái này là mình rang bơ. Bởi vì á mình cũng để cho nó hơi thông hơi chút xíu. Cho nó thông hơi. Ban đầu là khoan trước, ban đầu là khóa trước. Đợi một tí rồi nó bắt đầu nó nổ rồi mình sẽ cho nó thông hơi để nó giòn hơn. Thấy cái hạt bắp nó bóng lên nắp rồi bắt đầu lắc. Anh cứ để một lát khoảng chừng 5 giây. Anh cứ lắc 10 cái anh để xuống, 5 giây anh lắc 10 cái anh để xuống. Như rồi, là... bên này thì chị Ly bắt đầu là cho chiên rồi ha. Đánh cho nó lên bàn. Anh chị thấy có phải rất là hấp dẫn đúng không? Rồi bạn ở đây là thùng nữ gian cái thùng nữ ơi. Yeah. Bây giờ mình ngó dưới nè, nhìn cái mặt tí xíu để quay cái mặt tí xíu thôi.
chủ yếu là mình quay cái chỗ này cho nó ngọt lên. Rồi, bên này cũng lắc nữa. Ok, bây giờ từ từ mình quay lại cái mình cho nhạc lên, cái cho hai bên cùng lắc nha. Rồi, vậy thì mình sẽ tổng kết lại là anh chị sẽ thấy là về cái làm bánh á, là trước tiên là mình sẽ tách lòng trắng, lòng đỏ trứng gà ra và mình bỏ lòng trắng vô trong và mình dùng máy đánh trứng, mình đánh theo chiều, một chiều duy nhất thôi. Bây giờ thống nhất là chiều thuận kim đồng hồ để cho đến khi nào mà nó thành một dạng kem giống như mình ăn bánh su kem gì đó là mới làm tiếp lòng đỏ kế tiếp. Không để kế tiếp là gì mình chưa biết. Bộ giờ còn đây là bột bắp với lại là một muỗng protein, xong rồi mình bỏ cho vào trong. Có thấy hai anh này, anh có hai chen chen nè, anh có rồi. Bây giờ bên này là khi mà nó đã bọt rồi thì mình đổ nửa cái lượng trứng là nãy là mình bốn trứng, mình đánh để cho nó tròn đều cái kem. Ok, mục đích là tách cái này ra là để cho lấy cái lòng trứng để mình đánh cho nó. Rồi cái kia thì cho một chút xíu nước vô để mà chén luôn cái chén còn lại mà chị đang ăn, một chút xíu nước thôi, một xíu xíu nước thôi chén đang còn rồi. Thôi nó liếm liếm cho nó sạch luôn, nó lộn lộn và chén chén cho nó sạch.
làm nhưng mà biết đốc thôi. Một chiều. Rút điện xong rồi làm gì làm chứ không thì nó sẽ rút điện ra. Rồi rút điện ra rồi làm gì làm ha. Rồi ok yes. Rồi thì nữ đã đánh cái này rất là đẹp. Và bây giờ là mình sang qua các khuôn để bây giờ khoan nho. Bây giờ mình sẽ cho nho vô. Đấy, cái đũa này đánh rồi. Bây giờ mình không phải là bán, mình là ăn. Còn bán là không cần nhiều quá không? Ăn là mình cứ thoải mái. Bán cái bánh này chắc giá cao lắm nha. Bán cái bánh này cũng ăn. Rồi để vô. Ngon. Do chị Minh nói ăn là tới tháng cá. Ngon. Dẹp mấy cái kia luôn đi. Muối tiêu này chị dẹp hết đi, mấy cái không liên quan dẹp đi, protein dẹp hết mấy cái kia đi, coi chừng rớt. Còn cái bột nở đưa vô là coi chừng đổ nha. Cái đó thấy bột nở không? Ừ, cái không liên quan thì bỏ ra trên này. Lắc đều hai nho. Hôm nay đáng lẽ anh nói 2 chập là 3 chập luôn. Đáng lẽ 2 chập, bây giờ tiến hành phải làm 3 chập. Trời ơi, thơm rồi bơ. Thơm quá, anh nhìn nhịn lấy đũa ràng ràng nho. Bây giờ chưa được thấy anh Vinh lắc. Nho mình phải để đều da. Nữ lấy đũa ràng nho. Lâu quá, chị lắc không được, ăn được nho quá nhiều. Của người không ăn được là đâu cam tâm nữa. Đúng rồi, ràng đều. Lấy cái đũa ràng đều. Nói chung đụng chạm tới ăn uống nó khó lắm á. Khó lòng. Dễ xô xét lắm. Cái này á, cái món này là phi lê cá với lại là ức gà. Sau đó là ướp với ngũ vị hương, một gói ngũ vị hương với là tỏi băm. Sau đó là lấy cái hộp này. Vô. Một bắp. Nãy giờ không phải anh lắc cơ. Anh nổ lắc nữa hả? Một tí nó chai bằng chai hết toàn bộ á. Đó. Lên. Lấy nha. 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 Lấy
Bởi vì nắp vô mà là hết không có được. Cho hai nước cho anh đi. Lắc lên trong bàn lên. Lắc cái nồi vậy mà. Lắc cái nồi lắm mà. Nữa hả? Nó bạn. Gì tên là 5 giây lại lắc rồi. Mùa thu lắm bạn. 10 giây chạy xuống 5 giây. Không có nhạc cái nó khác liền ha. Có chị có để cái nốt vô là có bố xong. Dễ mốt kiếm nguyên này luôn. Dạ. Cái sự thầy. Mua con bún. Ấn Độ nha. Ấn Độ. Mua rắn. Nó là tất cả luôn. Nóng con ơi, nóng con. Là nó dính con đùi ở trong. Lắc đi, lắc đi, lắc đi.
Ly. Ly là chơi bài ngày mai nha. Lắc lại nè. Lắc cái này chưa? Chưa lắc tiếp, lắc tiếp. Lắc nè. Lắc nè. Lắc nè. Lắc nè. Lắc nè. Lắc nè. Anh ơi stream live đi anh. Anh live stream nè, anh live stream nè. Live stream 9 giờ. Lắc xong luôn về. Lắc về luôn. Lắc đi ba người lắc đi. Thank you.
Nhìn anh Quý có vẻ còn ngon dữ ha. Giờ mở nhạc sung không lắc nổi chưa, mở vòng eo 5-6 cho nghe. Cái gì khen khét nè? Lên nhạc. Vòng eo 5-6 Hãy subscribe.
đúng rồi, đúng rồi, em lắc dập lên. Quay phim, quay phim. Kêu chị này lắc mới là ghê nè. Chị này là người ta trái, người ta phải. Đúng tay luôn á, người ta trái. Đúng rồi, đúng rồi. Họ nhìn cái lắc mầm hùng. Dù sao có kinh nghiệm không? Thằng này nó tuổi trẻ tài cao.